hơn cái trụ này, rất là mảnh mai. Những cái cành trúc này rất là mảnh mai. Và trên này thì là có một cái tổ này gọi là tổ cò. Quý vị thấy có một con cò đang làm tổ và nó đẻ trứng ở trên ngọn trúc, ngọn tre này. Đấy, quý vị này. Nhìn rất là sinh động và những cái lá trúc thì rất là sang nét. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang buổi sáng của những ngày đầu tháng 3 năm 2021 và trong video clip ngày hôm nay em xin trân trọng giới thiệu các bác là một bộ tranh gỗ tứ quý bằng chất liệu gỗ gỗ. Đây, Tùng Trúc Cúc Mai được đục chạm kênh bong. Đây là hình ảnh tổng thể bộ tranh này. Đấy, sau đây em sẽ review giới thiệu chi tiết cho các bác. Thì bộ tranh này có kích thước là dài là 1m17, ngang là 27. Đây, ngay vào đây em đi vào đường nét chi tiết cho các bác xem. Thì trước kia là em sẽ giới thiệu về cảnh Tùng. Đó, Tùng Trúc Cúc Mai. Sản phẩm em sử dụng là 100% là chất liệu gỗ gỗ và đục chạm kênh bong. Đây, đây là hình ảnh cây Tùng này. Trên này thì là được kênh bong, quý vị thấy được những hình ảnh kênh bong, moi móc cũng như là những cái linh vật hay là những chú chim cò đây. Đó, được đục chạm rất sắc nét quý vị nhá. Và trên nền gỗ gỗ đây, vân gỗ đây quý vị này. Tranh này thì là có độ dày là 5 cm. Khung là dày 5 cm. Đây, quý vị đây. Đây hình ảnh chú cò đây. Đó. Nhà thân cây Tùng, thân cây Tùng như là hình ảnh lá Tùng hay là những chú chim này được kênh lên rất là đẹp. Đây bên dưới này thì có một đôi tuần lọc, đây gọi tuần lọc vị nhá. Đây, những sừng này, sừng tuần lọc đây kênh lên thải moi rất là đẹp, chất liệu gỗ gỗ. Tiếp theo là sẽ là cảnh trúc nhá. Đây là cảnh Tùng này, tiếp theo bên này là cảnh trúc này. Đây thân cây trúc quý vị này. Nhìn quý vị, nhìn được quý vị để ý những cái lá trúc này nhá, rất là sắc nét và kênh nhá. Một con cò nữa đang đậu trên cành trúc ở dưới này và nhìn lên chú cò ở trên này, hai chú cò đang nhìn nhau. Đó, đây. Bên dưới này lại một đôi cò nữa này. Và toàn bộ chỗ này là tảng đá này, cũng như là cái hoa cúc này, hoa mai này. Đây, thì tôi sẽ quay nghiêng được quý vị xem được cái độ kênh bong của nó. Kênh bong. Đó, sang em. Tiếp theo là Tùng Trúc rồi. Bên này sẽ là cảnh cúc. Đây là thân một cây cúc này. Và đây là trên cảnh cây cúc thì là có đôi chim, hai đôi chim ở trên ngọn cây này. Đó, quý vị nhìn rất giống như bông hoa cúc nhá. Nhìn bông hoa cúc này, cành bằng. Gỗ thì là 100% mà gỗ rồi chọn đẹp, gỗ gỗ chọn rất là đẹp. Thân cây này. Đó, bên dưới lại là một đôi chim khổng tước. Quý vị nhìn cái đuôi này, đuôi lớn này. Đó. Bên này thì sẽ là cảnh mai. Tùng trúc rồi, cúc rồi thì sẽ có mai nữa. Đây là hình ảnh bức tranh mai. Tôi lướt đường nét chi tiết cho quý vị xem những bông hoa mai đang đua nhau khoe sắc luôn. Tranh này gọi là tranh tứ quý, có nghĩa là quý vị treo ở trong nhà nó thể hiện cho cái bốn mùa xuân hạ thu đông. Đó, ấm no hạnh phúc, ý nghĩa đủ đầy, no đủ nhá. Thì hàng sản phẩm chúng tôi là còn đang nguyên mộc, tôi quay giới thiệu quý vị đây, vẫn còn bột cám cưa chúng tôi vừa hoàn thiện lên xong. Nhìn những cái vảy, những cái con chim này rất là sống động. Đó. Ok nhá, tôi quay ra tổng thể đây. Đây là hình ảnh tổng thể của bốn bức tranh tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai bằng chất liệu gỗ gỗ. Dày là khung là dày 5 cm và cái kích thước của nó là cao là 1m17 này, bề ngang của nó là 27. Đó, treo trong phòng khách thì rất là đẹp quý vị nhá. Ok, quý vị đã có nhu cầu thì có liên hệ xưởng ở đầu 8 nhé. Có số lại là 0987 50806, website là đầu 8.com.